Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ngọc Thanh Handmade nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chiếc túi rút bằng len như thế này. Có hình họa chi tiết là cửa sổ nè và cái cửa nè. Mình phối hai màu này để làm trong dịp Giáng sinh. Cái này các bạn có thể móc thêm một cái dây đeo để cho các bé đeo Tết lì xì, hoặc là đựng kẹo, đựng những cái đồ vật linh tinh đó mấy bạn. Bây giờ chúng mình bắt tay vào làm nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần đáy và phần thân màu đỏ trước. Ở đây mình sử dụng len Miu Cotton, kim móc đầu chấm 2.5. Đầu tiên mọi người tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 7 mũi đơn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu và bảy. Sau đó gấp lại. Mọi người kết hàng cho mình bằng một mũi trượt lên một bính. Vòng số 2 móc cho mình 7 mũi tăng, 2 mũi chung chân nha. Phần len thừa này mình giấu vào trong luôn. Một tăng, hai tăng, ba tăng, bốn tăng, năm tăng, sáu tăng, và 7 tăng. Kết hàng bằng một mũi trượt. Phần len như phía sau mình có thể cắt đi nha. Tiếp theo qua hàng số 3, vòng số 3 lên cho mình một bính nè. Móc cho mình công thức là một đơn một tăng, lặp lại 7 lần. Một đơn và một tăng. Một đơn và một tăng. Móc cho mình đến hết vòng nha. Sau đó kết hàng bằng một mũi trượt lên một bính. Hàng số 4 móc cho mình hai đơn một tăng, lặp lại 7 lần. 1, 2 và một tăng. Một, hai và một tăng. Lặp lại tương tự cho mình cho đến hết hàng. Kết hàng bằng một mũi trượt lên một bính. Hàng tiếp theo, hàng số 5, móc cho mình 3 đơn 1 tăng, lặp lại 7 lần. 1, 2, 3, tăng nha. Lại cho đến hết vòng. Kết hàng bằng một mũi trượt. Sau đó lên cho mình một bính. Hàng số 6, móc cho mình 4 đơn 1 tăng, lặp lại 7 lần.
1 2 3 4 bắt đầu tăng nè. Hai mũi chung chân. 1 2 3 4 hai mũi chung chân. Tương tự cứ 4 đơn 1 tăng lặp lại cho đến cuối hàng cho mình. Kết. Kết hàng bằng 1 mũi trượt. À, đến đây thì các bạn sẽ móc cho mình. Các bạn sẽ móc cho mình cái gờ phía ngoài nè, gờ phía sau này nha. Đây, móc gờ phía sau. Tại nó sẽ có 2 gờ, nó sẽ có 2 gờ nên mình sẽ móc cái gờ phía sau này nè. Để nó sẽ đứng cái túi lên. Kết hàng bằng 1 mũi trượt. Lên cho mình một bánh. Đây, các bạn sẽ móc gờ phía sau này thôi nha. Móc cho mình 42 mũi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Móc tương tự như vậy cho mình đến hết hàng là 42 mũi. Kết hàng vào 1 mũi trượt. Lên một bánh. Và chúng ta tiếp tục móc 42 mũi đơn. Lần này thì các bạn móc 2 gờ luôn. 1 2 3 4 5. Các bạn móc tương tự như vậy 42 mũi đơn cho đến hết hàng. Các bạn sẽ móc cho mình. Cái này là mình đã có một hàng rồi nè. Các bạn sẽ móc thêm cho mình 6 hàng nữa nha. 1 2 3 4 5 6 và 7 hàng. Thì các bạn đã có một hàng nè. Móc thêm 6 hàng nữa cho mình. Có nghĩa là từ hàng số 7 đến hàng số 13 là các bạn đều móc 42 mũi đơn đó. Lên khỏi sau khi các bạn móc xong 7 hàng còn lại thì chúng ta được như thế này. Các bạn tính nha. Hàng 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13. 2, 4, 6, 7. 7 hàng. Bây giờ chúng ta sẽ đổi về màu xanh. Cũng móc 42 mũi đơn luôn nhé bạn. Kéo qua. Cũng móc 42 mũi đơn. Các bạn để ý nha, cái phần dây đỏ này nè là mình móc một tí nữa xem mình sẽ cắt. Một hai, mình móc chèn vô trong luôn để một tí nữa mình cắt cho dễ. Thì mình có thể cắt bỏ đi.
cho mình hai hàng màu xanh, có nghĩa là hàng 14 và hàng 15 chỉ có hai hàng màu xanh. Đã xong hai hàng số màu xanh, bây giờ mình sẽ chuyển qua, các bạn sẽ chuyển qua trắng xen kẽ nha. Trắng xanh, trắng xanh, trắng xanh, 10 hàng nữa cho mình. Mũi trượt, mình sẽ làm tạo một cái mũi. Kéo qua phần dây len màu xanh này nè, các bạn không cắt nha, để một tí nữa mình sẽ đổi màu luôn. Lên một bánh nè, móc cho mình 42 mũi đơn luôn. Nhớ nha, cái dây này vẫn để nha, không cắt. Rồi, các bạn móc xung quanh cho mình đến hết hàng. Một mũi trượt. Rồi, tiếp tục lấy cái sợi dây lúc nãy màu xanh, lên một bánh và móc cho mình 42 mũi đơn. Sợi dây trắng vẫn để nguyên cho mình. Đây nè, các bạn móc nè, cứ xen kẽ 42 mũi đơn. Trắng xanh, trắng xanh, trắng xanh, trắng xanh. Đủ 10 hàng cho mình là 5 hàng trắng và 5 hàng xanh. Mình sẽ quay lại nha. Sau khi các bạn móc 5 hàng trắng và 5 hàng xanh thì chúng ta được như thế này. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 và 25. Tiếp tục chúng ta lên là hàng 26. Hàng 26, các bạn chuyển qua màu trắng. À, các bạn nhìn kỹ nha, 10 hàng nè, 2, 4, 6, 8, 10, 5 hàng trắng và 5 hàng xanh. Bây giờ chuyển qua màu trắng, lên cho mình một mũi bánh. Màu xanh các bạn vẫn để nguyên cho mình, không cắt nha. Móc cho mình nè, một mũi đơn. Sau đó lên cho mình một mũi bính, cắt một chân, chân này bỏ. Chân thứ hai móc một mũi đơn. Sau đó lên cho mình một mũi bính, chân kế bên bỏ, cắt một chân, móc qua chân thứ hai, lên một bính, bỏ một chân qua chân thứ hai, bỏ một chân qua chân thứ hai. Đó, các bạn móc tương tự như vậy để mình tạo cái khoảng trống nè. Một tí nữa mình sẽ xỏ dây vào mình rút tạo khoảng trống nè. Rồi, mọi người móc tương tự như vậy cho mình đến hết hàng nha. Sau đó kết hàng vào một mũi trượt. Chúng ta lại tiếp tục đổi qua sợi dây màu xanh. Móc cho mình 42 mũi đơn. 1 2 3 4 5 Các bạn cứ móc tương tự như vậy nha. Cứ là 42, cứ xỏ vào những cái mũi như thế này nè.
42 mũi đơn là được, là đủ. Đến hết hàng, cất hàng vào một mũi trượt. Sau đó các bạn lại lấy sợi dây màu trắng lên cho mình, móc cho mình 42 mũi đơn. Móc hết hàng cho mình. Kết hàng vào một mũi trượt. Sau đó các bạn lại đổi qua màu xanh. Hàng này là hàng cuối cùng nè. Hàng cuối cùng nè. Mọi người luồn sợi dây màu trắng vào bên trong luôn. Để một tí nữa mình khỏi cắt chỉ. Mình cắt chỉ nó dễ hơn, nó khỏi bị tụt hàng á. Hàng số 29, hàng cuối cùng. Các bạn nhìn kỹ nha. Móc cho mình các bạn lên cho mình một mũi bính. Sau đó các bạn trượt. Nhìn kỹ nè. Lên một mũi bính và trượt. Một bính và trượt qua. Móc như vậy cho mình cho đến hết hàng nha. Lên nè, trượt. Lên nè, trượt. Đến đây thì mình có thể cắt bỏ đi cái sợi dây len màu trắng. Rồi các bạn cứ móc tương tự là lên một bính và sau đó trượt, lên một bính và trượt. Để nó tạo cái phò độ xòe. Nó sẽ có cái viền như thế này. Rồi các bạn cứ móc nha, đến hết hàng mình sẽ quay lại. Sau đó cắt chỉ. Mọi người dùng kim khâu len, mình sẽ giấu cái sợi màu chỉ xanh đi nha. Mình sẽ giấu ở phía trong này nè. Sau đó cắt len. Mọi người sẽ dùng len màu trắng. Mình sẽ móc cái phần dây và hai quả chuông màu xanh. Mọi người móc cho mình một dây móc xích. Chừa cho mình một đoạn ngắn ở dưới đây nha. Các bạn cứ móc dài, dài tùy ý cho mình. Một tí nữa mình sẽ chỉnh lại sau. Sau đó dùng kim khâu len
mình sẽ xỏ nha. Phần này thì mình chưa biết độ dài cỡ như thế nào, mình sẽ ướm vào thử. Các bạn thấy lúc nãy mình móc mình có cách khoảng ra một chân không? Thì các bạn sẽ xỏ vào nha, xỏ xen kẽ vào nè, xỏ vào cái hàng này lúc nãy mình chừa ra một chân á. Rồi mình sẽ kéo cái vòng len đi qua. Rồi, sau đó các bạn sẽ rút lại xem nó có vừa chưa nè. Các bạn thử tạo thành cái nơ. Rồi, độ dài bên này là ok rồi. Được rồi, các bạn móc thêm cho mình khoảng chừng 7 mũi móc xích bên đây nữa. Đây, rồi mọi người sẽ cắt chỉ, cắt len chừa cho mình một đoạn nha. Rồi mình tạm ngưng tại đây. Bây giờ mình sẽ móc hai quả chuông, hai quả bông như thế này đã, rồi mình sẽ gắn vào. Bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 6 mũi đơn. Một, hai, ba, bốn, năm và sáu. Hàng số hai móc cho mình 6 mũi tăng, 2 mũi trung chân nha. Một tăng, hai tăng, ba tăng, bốn tăng, năm tăng và sáu tăng. Nhà hàng xóm mình đang làm nhà sửa nhà cho nên nó hơi ồn nha mấy bạn. Các bạn cứ, nếu mà nghe không rõ thì các bạn cứ nhìn công thức mình ghi phía trên và các bạn làm theo nha. Hàng số 3 và hàng số 4 luôn, móc cho mình là 12 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Thêm một hàng cho mình nữa. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một,
32. Hàng cuối cùng móc cho mình 7 mũi giảm. Mũi giảm là 2 mũi giảm cộng 1 nha mấy bạn. Bạn nào mà chưa biết thì mình sẽ hướng dẫn. Có nghĩa là 3 mũi trên kim giảm còn 2 mũi trên kim và giảm ra 1. Mình sẽ lấy 2 mũi 2G 2 mũi nè. 3 mũi trên kim giảm kéo qua còn 2 mũi trên kim, kéo qua còn 1. Các bạn nhồi cho mình một ít bông vào bên trong. Giảm và 7 giảm. Chưa cho mình một đoạn. Trời kéo nó lục quá trời luôn. Cắt không đứt. Chưa cho mình một đoạn màu xanh nha. Rồi tương tự mọi người móc thêm cho mình một cái bông nữa. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khâu vào. Mình sẽ kéo qua như thế này, sau đó kéo cái phần len màu trắng kéo qua luôn. Mình sẽ kéo độn dây màu len trắng qua luôn nha. Rồi sau đó các bạn sẽ rút hai cái này lại. Và sau đó mình sẽ đẩy cái phần vừa cột này, mình sẽ đẩy vào bên trong luôn, mình giấu nó đi. Mọi người đã xong rồi nè. Làm tương tự như vậy cho đến giống như phần bên đây nha. Rút lại cho mình. Thắt cái nơ này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một cái cửa sổ và một cái cửa này. Mọi người dùng màu vàng tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 60 đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Vòng số 2 móc cho mình 6 mũi tăng. Một. Hai tăng. Ba tăng. 4 tăng. 5 tăng. Và 6 tăng. Sau đó móc một mũi trượt. Cắt chỉ.
phần chỉ phía sau bây giờ mình cũng cắt ly. Các bạn dùng len màu trắng mình sẽ viền tạo một cái thắt. Sau đó mọi người sẽ luồn sợi dây trắng vào bên trên như thế này, và các bạn sẽ móc viền bằng cách là kéo sợi len trắng qua, sau đó dùng một mũi trượt. Các bạn trượt nha, kéo qua, trượt, kéo qua, trượt, kéo qua, trượt, trượt nha các bạn, trượt chứ không phải là mũi đơn nha. Các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn. Mình sẽ dùng kim khâu len. Mình sẽ làm phần ô vuông cánh cửa. Các bạn cứ xỏ tiên như vậy nha. Bạn nào mà thích mỏng á, thì mình xỏ chừng một đường thôi, còn mình thích nó có điểm nhấn hơn thì mình sẽ xỏ thành hai vòng, hai đường. Tiếp tục chúng ta sẽ móc qua phần cửa màu nâu. Mọi người tạo cho mình một dây bính dài 7 mũi bính. 1 2 3 4 5 6 và 7. Sau đó móc cho mình 4 mũi đơn. 1 2 3 và 4. Chân tiếp theo móc cho mình 4 mũi chung chân. 1 2 3 và 4. Và 4 mũi đơn tiếp theo. 1 2 3 và 4. Sau đó lên cho mình một mũi bính. Xoay sản phẩm lại. Móc cho mình 4 mũi đơn. 1 2
3 và 4. Sau đó móc cho mình 4 mũi tăng, 2 mũi chung chân. 1 tăng, 2 tăng, 3 tăng, 4 tăng. Sau đó là 4 mũi đơn. 1 2 3 và 4. Rồi mình sẽ cắt lên. Các bạn sẽ dùng màu trắng. Mình sẽ viền phần cánh cửa. Các bạn viền y như lúc nãy là mình sẽ viền bên đây nè. Các bạn sẽ viền tương tự như vậy nha. Trượt. Các bạn cứ trượt hết cho mình. Và mình đã tạo xong một cánh cửa. Mọi người sẽ dùng keo nến hoặc là có thể các bạn dùng chỉ. Mình sẽ khâu vào phần cửa và phần cửa sổ như thế này. Đây là thành phẩm. Ở đây mình đã làm thêm một màu nữa, đó là màu hồng. Thì mình đã phối thêm màu xanh dương. Mình đã làm được 3 túi rồi. Các bạn có thể móc thêm một cái sợi dây cho các bé đeo nha. Sợi dây lên cho các bé đeo cũng rất là cưng. Hoặc là mình có thể sử dụng để đựng những cái vật dụng nhỏ. Nếu thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Bấm like hoặc để lại bình luận, chia sẻ video để mình có thêm động lực ra những sản phẩm khác nữa nha. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.